Hello, chào các anh em, chào mọi người. Mình nghĩ rằng khoảng từ 40 đến 50% các anh em khi mới bắt đầu sử dụng hoa, chúng ta thường có một cái suy nghĩ rằng đó là những cái sản phẩm đến từ những cái thương hiệu xe hơi thì mùi hương nó hết sức là bình thường, nó chỉ là một cái sản phẩm phụ của Bentley, của Ferrari vân vân. Thì mình cho rằng đấy là một cái quan điểm hết sức là đáng tiếc, bởi vì mặc dù là hãng xe hơi thế nhưng họ cũng có những cái mùi hương mình đánh giá nó khá là xuất sắc. Và đấy là cái chủ đề trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em 5 chai nước hoa theo cái kinh nghiệm mùi mình mới được gửi một số, mình cũng chưa được gửi được nhiều, nhưng có 5 chai mà mình muốn giới thiệu đến kênh anh em, đến từ Ferrari, đến từ Bentley, đến từ Mercedes. Và mình tin rằng nếu như kênh anh em có dịp thẩm mùi 5 chai nước hoa trên thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm nó thay đổi rất là tích cực đó. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình bằng một vài sản phẩm. Đó, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là 5 chai nước hoa đến từ các hãng xe hơi mà các anh em nên tham khảo. Ok, let's go. Đầu tiên đó là hãng xe hơi Bentley, và chai nước hoa có thể gọi là phổ biến nhất của nhà nước hoa này đó là Bentley Intense, James Bond của nước hoa. Đây là một cái mùi hương gia thuộc và nó cực kỳ thích hợp với bất kỳ anh em nào có bộ phong cách chúng ta thích, cái phong cách lịch lãm và quý ông, và một cái mùi hương nào mà cái giá thành nó không phải là quá đắt đỏ, thế nhưng khi mà chúng ta xịt thì mọi người đều cảm thấy rằng chúng ta là một người rất là lịch sự, chúng ta trong cái cử chỉ, trong cái lời nói chúng ta đều rất là dạng như kiểu là lịch lãm. Thì Bentley Intense là cái dạng kiểu mùi hương như thế, đặc biệt là anh em nào mà giống như một phong cách mình vừa nói ở vừa xong ấy, thì sử dụng chai nước hoa này cộng mức giá khá là mềm mại là cái sự lựa chọn rất là tốt. Chai nước hoa thứ hai mình không có đây thì mình để ảnh ở đây để các anh em tham khảo, đó là Bentley Absolute. Nếu như các anh em nào vẫn nghĩ rằng cái mùi hương của gỗ trầm nó phải là từ các cái hãng nước hoa Trung Đông hoặc là những cái nhà nước hoa niche thì họ làm nó mới có cá tính, nó mới xuất sắc, thì chúng ta hãy thử mùi hương của Bentley Absolute với cái sự kết hợp giữa trầm và một chút nhựa cực kỳ là ấn tượng. Anh em nào mà ưa thích một cái mùi hương nó có thể gọi là mega power, rất là mạnh, rất là nồng, mùi hương rất là nhuần nhuyễn, thì chúng ta hãy tham khảo Bentley Absolute. Mình nghĩ rằng các anh em sẽ không phải thất vọng về mùi hương chai nước hoa này, đặc biệt với bạn nào mà ưa thích mùi hương của trầm thì và cộng thêm một chút giá thành nó mềm mại thì Bentley Absolute là cái sự lựa chọn không hề tệ đó. Tiếp theo đó là hãng xe hơi Ferrari, và chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu đây đó là Ferrari Leather Essence. Nếu như chúng ta đang cảm thấy là mất phương hướng bởi vì có quá nhiều những cái chai nước hoa gia thuộc đó, thì nên chọn cái mùi hương nào có sử dụng nốt gia thuộc xuất sắc thì các anh em có thể tham khảo Ferrari Leather Essence. Mặc dù nó là một sản phẩm đến từ một hãng xe hơi, thế nhưng khi mà chúng ta ngửi mùi hương của chai nước hoa này, mình nghĩ rằng sẽ có những anh em phải ồ lên ngạc nhiên, bởi vì nó không hề là nó không hề là nhân tạo, nó không hề cảm giác rất là đơn giản, nó không hề mang lại chúng ta cảm giác đấy, mà ở đây một cái mùi hương gia thuộc mềm mại, nó cũng vẫn giống như những chiếc ghế bọc da mà chúng ta thường được nghe khi mà miêu tả về mùi hương gia thuộc, thế nhưng ở đây nó rất là mềm mại, nó rất là gia thuộc đó. Thì Ferrari Leather Essence là cái sản phẩm mình muốn đặc biệt giới thiệu đến anh em nếu như chúng ta đang cần tìm hiểu về nốt gia thuộc. Chai nước hoa thứ hai đến từ nhà Ferrari đó là Essence Musk. Mùi hương của chai nước hoa này như thế nào? Nó hết sức là đơn giản, thực sự nó rất là đơn giản. Thế nhưng hãy thử xịt mùi hương chai nước hoa này vào những ngày hè đang rất là nắng nóng, hiện tại 40 độ và hơn 40 độ, thì chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh của nó là như thế nào. Cái mùi hương của xạ nhẹ nhàng, nói chung là mùi hương này nó hết sức là, nó không có một cái gì đấy mới mẻ, nó không có gì đấy là lạ lẫm đối với mọi người. Thế nhưng để tìm được một cái mùi hương để chúng ta sử dụng trong những ngày đang nóng 40 độ thì không phải là một cái câu chuyện dễ dàng. Và Ferrari Essence Musk lại làm rất là tốt dưới cái nắng nóng, cộng thêm nền nhiệt xịt và cái mùi nhẹ nhẹ của nó tỏa lên, mình cảm thấy rất là ok. Mấy ngày hôm nay mình đều sử dụng chai nước hoa này.
thì các anh em nếu mà tìm được chai nước hoa này thì cũng nên thử tham khảo đó. Và cuối cùng đó là hãng xe hơi Mercedes, và chai nước hoa mình muốn giới thiệu ở đây đó là Club Black. Chai này thì mình để ảnh lên thôi vì mình không có sản phẩm. Với cái sự kết hợp giữa vani và một chút long diên hương tạo nên cái mùi hương, với cá nhân mình, chúng ta bỏ tiền ra để mua nó rất là xứng đáng. Với một anh em nào mà đang cần tìm hiểu thế nào là vani đó, mùi của nó như thế nào, thì chúng ta có thể là thử tham khảo sản phẩm này cộng thêm tới một cái mức giá mà chúng ta bỏ ra nó không phải là quá là nhiều, và chúng ta thu lại được một cái mùi hương với quan điểm của mình nó không tệ. Để mà đòi hỏi nó xuất sắc thì có thể nó không phải là xuất sắc, thế nhưng nó không tệ đó, nó ở mức ok. Và như mình đã nói, mức giá thì mình không rõ, thế nhưng mình nghĩ rằng nó không phải là quá đắt đỏ, thì các anh em cũng nên tham khảo để sở hữu chai nước hoa này Mercedes Club Black, hoặc là Black Club, mình không nhớ chính xác tên. Thì vừa xong, mình vừa giới thiệu anh em 5 chai nước hoa đến từ các hãng xe hơi nổi tiếng như là Bentley hay là Ferrari vân vân. Mình hy vọng rằng qua video này và cộng thêm các anh em đi thẩm mùi thử thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nó thay đổi về các hãng các cái sản phẩm của hãng nước hoa, các cái nước hoa đến từ các hãng xe hơi. Video của mình đến đây là hết. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.